xin cùng chúc trí thức Phật tử gần xa phúc huệ trang nghiêm và sự cát tường như ý, xin chia công đức của quý thầy cô trong thời gian học nhân tu học. Thanh Tùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Để các bạn xem này, đây những cái phù điêu này, và đây là nơi thờ và thanh tịnh trang nghiêm rất đẹp của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, xin thường niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh Tùng hôm nay đi một nơi quá tuyệt vời và thanh tịnh.